Tặng hết đi. Bây giờ mấy bạn này chơi game đi chỗ khác chơi game. Để mình chơi cho ở đây lên cái ghế con. Lên ghế chơi game. Rồi, ra ghế ngồi hết đi các bạn ơi. 6 cái bạn này ra đâu rồi? Ra đây. Nhanh lên cô giáo lên rồi chúng ta làm nốt cái này để chúng ta thì 6 bạn đâu rồi? 6 bạn đâu rồi? Là nhận thưởng nào. 6 bạn đâu rồi? Rồi. Được chưa? Đâu rồi? Tất cả đi ra ngoài đi rồi 6 bạn là 2 đâu rồi? 4 này, 6 7 7 bạn à? 7 được. Bạn này có phải không? Không phải à? Không phải thì thôi, 6 rồi. Cô giáo ơi cho xin cô giáo thêm 5 phút nữa cho cô giáo nghỉ ngơi đi. Rồi để chia nốt cái tiền này cho các bạn. Cô giáo đến cổng rồi, chúng ta chơi cái này là ta xong. Nào tất cả những người nào mà không phải người chơi đây đi đây ngồi chỗ khác đi. 2 4 6 ok. À trước khi chơi chúng ta được xin tiền phát nhỉ. Xin tiền phát nhỉ. Rồi, ngoài hai phụ huynh của hai bạn vừa tặng rồi có phụ huynh nào khác tặng không ạ? Thì không lấy cả hai phụ huynh kia này nhá. Không lấy nữa, tặng không lấy nữa. Phụ huynh khác đi. Để mỗi người một chút đi cho các con vui đi nào. Đâu ạ? Có ai không ạ? Đây. Rồi. Xin cảm ơn. Đấy có luôn. Bao nhiêu cũng được, tùy tâm ít cũng được, không nhiều cũng được, không quan trọng đâu. Bởi vì là nhận thưởng nhanh lên.